Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri phát sóng định kỳ tối thứ ba hàng tuần trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, như đã thành thông lệ, cứ vào trung tuần tháng 12, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Cao Bằng lại được sống trong bầu không khí nóng của kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đáp lại những kỳ vọng mong muốn về một kỳ họp chất lượng đổi mới, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã và đang tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung chương trình tại kỳ họp thứ 15 sắp diễn ra, góp phần giúp Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng, tạo sức bật cho địa phương. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho cuộc trao đổi giữa phóng viên chuyên mục với ông Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh về những nội dung trọng tâm và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước khi đến với nội dung này, như thường lệ sẽ là phần tin phản ánh về hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nổi bật trong tuần qua. Huyện Thạch An tiến hành phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội tháng 11, chuẩn bị nội dung trình cho kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội của huyện năm 2020. Tiến độ giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản, tình hình đốc thu, khai thác các nguồn thu trên địa bàn. Đến hết tháng 11, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 15.833 tấn, bằng 100,7% kế hoạch. Toàn huyện có 2 trên 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia. Bình quân toàn huyện đạt 12 tiêu chí trên một xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,4%, đạt 108% kế hoạch. Kỳ họp đã thông qua các nội dung để trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện như kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, báo cáo giải trình giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện, một số tờ trình và dự thảo nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. Sau cuộc họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân huyện ra soát, kiểm tra nội dung của báo cáo đơn vị mình phụ trách để tham mưu, bổ sung hoàn thiện lại nội dung, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện. Nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri cần dễ hiểu, đúng thẩm quyền, đúng quy định. Các cơ quan chuyên môn bám sát nội dung chương trình công tác, các chỉ tiêu được giao để hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện theo đúng kế hoạch. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện Thạch An khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến được tổ chức trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp thường lệ cuối năm. Kỳ họp này sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2020. Nhân dịp này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng có cuộc trao đổi với đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh về những nội dung trọng tâm và công tác chuẩn bị kỳ họp. Lời đầu tiên xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, xin ông cho biết những nội dung chính sẽ trình và đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp cuối năm 2020. Do vậy là có cái khối lượng công việc khá lớn, trong đó tập trung vào một số cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét, thông qua các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Tòa án Nhân dân tỉnh, của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và của Cục Thi hành án tỉnh với số lượng báo cáo là 12 cái báo cáo chính. Cái nội dung thứ hai là thảo luận, xem xét, thông qua các cái dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình ra kỳ họp thứ 15 này của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với tổng số nghị quyết sẽ được xem xét là 24 nghị quyết. Cái nội dung thứ ba là kỳ họp sẽ xem xét các cái kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri và những nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh, và xem xét những cái
nội dung trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 15 này của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cái nội dung chính nữa của kỳ họp thứ 15 là chất vấn và trả lời chất vấn. Và có một nội dung nữa là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vâng, trong các nội dung ông vừa nêu thì kỳ họp này sẽ đưa ra nhiều nghị quyết quan trọng nhằm đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Xin ông chia sẻ thêm về những vấn đề này ạ. Năm 2020 là năm cuối của cái giai đoạn phát triển 2016-2020 và có nhiệm vụ là đề ra các cái kế hoạch phát triển, rồi là các cái giải pháp và các cái chỉ tiêu cho giai đoạn phát triển tiếp theo, giai đoạn 2021-2025. Do vậy, tại kỳ họp thứ 15 này, thì trong các dự thảo nghị quyết sẽ được kỳ họp xem xét thông qua, có một số dự thảo nghị quyết hết sức quan trọng. Một là cái dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Hai nữa là dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2021. Hai cái dự thảo nghị quyết này là nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vừa mới thành công tốt đẹp. Cái nghị quyết quan trọng nữa sẽ được thông qua tại kỳ họp này, đó là cái nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Một cái nghị quyết nữa cũng rất quan trọng trong cái kỳ họp này sẽ xem xét, đó là cái nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 và 2025. Bên cạnh đó thì còn có các cái nghị quyết thuộc các cái lĩnh vực khác cũng rất quan trọng. Ví dụ như là sẽ xem xét và thông qua cái nghị quyết về hỗ trợ cán bộ công chức tại các huyện vừa rồi vừa sát nhập và hỗ trợ cán bộ cấp xã dôi dư do sát nhập cấp xã mà chúng ta vừa thực hiện xong trong năm 2020. Thì ngoài ra thì các cái một số cái nghị quyết chuyên đề khác nữa thì cũng sẽ được kỳ họp này xem xét và thông qua. Trong các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thì những ý kiến của cử tri đã gửi gắm những vấn đề gì nhằm đưa ra thảo luận và phân tích tại kỳ họp? Trước kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các tổ đại biểu thực hiện cái việc tiếp xúc cử tri, rồi là tổng hợp, ghi nhận các ý kiến cử tri để gửi đến kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua tổ chức thực hiện ấy, thì đã tổng hợp được là 10 tổ đại biểu Hội đồng tỉnh đã thực hiện tại 20 điểm tiếp xúc cử tri với 1.200 cử tri tham gia. Tổng hợp được 64 ý kiến kiến nghị cử tri để gửi đến Ủy ban tỉnh và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban tỉnh xem xét trả lời tại kỳ họp thứ 15 này. Trong đó thì ý kiến kiến nghị cử tri có trên tất cả các lĩnh vực, từ việc là để tiếp tục kiến nghị, đề nghị đầu tư nâng cấp các cái hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày và phát triển kinh tế xã hội tại các huyện và các xã, rồi là các cái lĩnh vực về văn hóa, xã hội, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường thì đều có nhận được các ý kiến kiến nghị cử tri. Trong đó nổi lên có hai cái lĩnh vực là có nhiều ý kiến kiến nghị cử tri nhất, đó là lĩnh vực về giao thông vận tải thì tổng hợp được 18 cái ý kiến kiến nghị cử tri, và lĩnh vực tài nguyên môi trường thì tổng hợp được 12 cái ý kiến kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với tư cách là lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông đánh giá như thế nào về công tác thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp? Ông đánh giá như thế nào về những mặt được và chưa được? Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 Hội đồng tỉnh, thì Thường trực Hội đồng tỉnh đã có những cái khâu chuẩn bị rất sớm. Từ đầu tháng 10 năm 2020, thì Thường trực Hội đồng tỉnh đã tổ chức họp với lãnh đạo Ủy ban tỉnh, rồi là đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan để thống nhất về nội dung
chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp, cũng như là phân công giao nhiệm vụ cho các cái cơ quan dự thảo các báo cáo, rồi là dự thảo nghị quyết để trình ra kỳ họp. Và đến đầu tháng 11 năm 2020 thì Thường trực Hội đồng tỉnh đã có phân công các cái ban của Hội đồng nhân tỉnh thực hiện nội dung thẩm tra các báo cáo và các dự thảo nghị quyết trình ra kỳ họp thứ 15. Theo đó thì theo chức năng nhiệm vụ của từng ban thì chúng tôi đã phân công cho các ban thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực chức năng của từng ban. Căn cứ kế hoạch của Thường trực Hội đồng tỉnh thì cuối tháng 11 2020, các ban của Hội đồng nhân tỉnh đã thực hiện việc thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết. Theo đó, các cái dự thảo nghị quyết đã được các ban nghiên cứu và tổ chức thẩm tra, tôi cho rằng là rất là đầy đủ, chặt chẽ và đảm bảo các cái quy định hiện hành. Đến nay ấy, thì toàn bộ các cái dự thảo nghị quyết và các cái báo cáo trình ra kỳ họp ấy, thì đều đã được các ban thẩm tra. Chất lượng thẩm tra ấy, thì chúng tôi cũng đánh giá cao cái nỗ lực của lãnh đạo các ban, rồi là thành viên các ban trong cái cuộc thẩm tra lần này. Qua đó ấy, thì cũng đã chỉ ra được một số cái nội dung để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban tỉnh tiếp tục làm rõ, rồi là chuẩn bị những cái nội dung giải thích, giải trình tại kỳ họp thứ 15 này, phục vụ cho cái việc báo cáo và thông qua các cái dự thảo nghị quyết. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa vô cùng quan trọng do đây là kỳ họp cuối năm và là kỳ họp đánh giá các mặt phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020. Do vậy, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tập trung vào những nội dung gì thưa ông ạ? Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là một nội dung hết sức quan trọng của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Do vậy là tại kỳ họp thứ 15 này thì Thường trực Hội đồng tỉnh tiếp tục thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm với cái nội dung này. Đặc biệt là với tỉnh Cao Bằng chúng ta thì là một cái tỉnh cũng còn đang rất nhiều khó khăn. Do vậy là trong cái việc thực thi các cái pháp luật, rồi là chế độ chính sách, rồi là đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh cũng còn có những nội dung là chưa thể đáp ứng ngay được với nguyện vọng của đông đảo cử tri. Do vậy là tại kỳ họp thứ 15 này, khi nhận được các cái câu hỏi chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thì Thường trực Hội đồng tỉnh sẽ tổng hợp kịp thời và chuyển đến Ủy ban tỉnh để Ủy ban tỉnh giao cho các cơ quan chuyên môn của mình trả lời trước kỳ họp. Chúng tôi cũng sẽ đề nghị Ủy ban tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm trả lời chất vấn sẽ phải có cái sự chuẩn bị chu đáo và trả lời thấu đáo nhất những cái nội dung mà đại biểu Hội đồng tỉnh sẽ chất vấn tại kỳ họp này. Và để chuẩn bị cho cái việc tổ chức cái phiên chất vấn tại kỳ họp này ấy, thì Thường trực Hội đồng tỉnh cũng đã ban hành các cái văn bản theo thẩm quyền để gửi cho các đại biểu Hội đồng tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng tỉnh qua quá trình hoạt động của mình, rồi là qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thì chuẩn bị sẵn những cái nội dung mà đại biểu quan tâm và nhiều cử tri quan tâm để đưa vào thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Thưa ông, đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ họp được Thường trực Hội đồng Nhân dân chỉ đạo thực hiện như thế nào ạ? Như tôi đã nói ở trên, thì để chuẩn bị cho kỳ họp thì Thường trực Hội đồng tỉnh đã ban hành một số cái kế hoạch. Trong đó có các cái kế hoạch phân công công việc cho các ban Hội đồng tỉnh, rồi là cho Thường trực Hội đồng tỉnh để mà thực hiện các nội dung trước khi kỳ họp diễn ra. Thì đến hôm nay thì có thể đánh giá là những cái công việc đó đã được tổ chức thực hiện đầy đủ. Các cái nội dung liên quan đến trách nhiệm của Thường trực Hội đồng tỉnh, của các ban Hội đồng tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thì đã được thực hiện và cụ thể hóa bằng các cái nội dung là thẩm tra các cái báo cáo dự thảo nghị quyết trình ra kỳ họp thứ 15
và tôi cho rằng là các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp đã được chuẩn bị đầy đủ, chú đáo, sẵn sàng để cho kỳ họp được diễn ra theo đúng kế hoạch. Để kết thúc cuộc trao đổi ngày hôm nay thì ông có những cái điều gửi gắm gì đối với cử tri toàn tỉnh trước khi kỳ họp diễn ra? Hội đồng nhân dân tỉnh nói chung và đại biểu hội đồng tỉnh là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đông đảo nhân dân và cử tri tỉnh nhà. Do vậy là tại kỳ họp thứ 15 này, chúng tôi cũng rất mong muốn là các cử tri và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh nhà quan tâm đến kỳ họp, theo dõi sát sao kỳ họp và có những nội dung gì mà muốn phản ánh đến kỳ họp thì tiếp tục phản ánh đến kỳ họp để chúng tôi có thể là tổng hợp rồi là xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài những nội dung đã được tổng hợp trước kỳ họp tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thì tại kỳ họp cũng rất mong muốn đông đảo cử tri và nhân dân sẽ có thêm những cái ý kiến góp ý cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân, cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như là góp ý cho những cái nội dung mà kỳ họp sẽ thảo luận, bàn bạc và thông qua. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2020. Phiên khai mạc được tổ chức lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 12 năm 2020 tại hội trường tầng 2 Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng. Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn trả lời chất vấn và phiên bế mạc kỳ họp. Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng trân trọng thông báo để cử tri tiện theo dõi. Chuyên mục cơ quan dân cử và cử tri số phát sóng tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về hộp thư dân cử theo địa chỉ Ban biên tập chuyên mục cơ quan dân cử và cử tri Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, số 87 Phố Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc qua địa chỉ email chuyên mục dân cử cb@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.